Quay cái bán mặt cái thằng ham ăn cho coi nè. Đó, quốc bình sữa rồi cái mặt tươi gói hả? Nè, đó. Nhúng, ấy chà, ấy chà. Thỉnh thần rồi mày ăn với cái kiểu này, cái sạc nghiệp luôn á vô. Đi làm thiếu tiền cho mày ăn nữa. Thấy không? Hả, thằng chó á. Nó bụng ghen thánh thằng ghen luôn á. Trời ơi, nó ghen từ ở dưới lầu, nó ghen lên tới trên lầu luôn. Nó không hiểu nó ghen chú gì luôn. Tưởng buồn ngủ không mà ai ngờ vẫn còn thèm. Trời đất ơi à, ăn gì mà còn thèm, tao cũng sợ mày luôn rồi đó. Ăn gì rồi tiền đâu mà ăn cho đủ vô hả? Nho nhãn đủ thứ hết trơn á. Biết rồi. Hết biết rồi. Yeah. Yeah. Yeah.